lời ô bập bùng lên anh lửa sóng bom bao rộn rã tiếng chảy cua bông con ra vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày vẫn làm mùa cách mạng dân gạo nhiều để đánh Mỹ sóng bom bao sẵn có cua chảy bay người bom bao sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày lại đây.